Chào Lương Vũ, chào Trần Nam. Xin chào các bạn. Mình không có ý định livestream nhưng mà sẵn có cái dịp chở con của cán bộ cộng sản đi vô trong cái khu này. Thành ra là mình bất chợt mình livestream cho các bạn coi luôn cái khu biệt thự của tụi nó ở là như thế nào. Đó, các bạn nhìn, các bạn thấy không? Những cái nhà như vậy là 2 triệu đô la. Mà là nó mua một lần là nó mua coi như là hàng loạt, các bạn hiểu không? Ở trong đây là một cái khu gọi là đồi núi, rất là gọi là một cái thành phố mới luôn đó. Nó gọi là một cái thành phố mới, mình không biết bao nhiêu căn nhưng mà nó lớn ghê gớm lắm. Nó coi như là nhà trong đây là mắc tiền ghê lắm, phải vài triệu đô la cái, vài triệu đô la cái vậy đó các bạn. Và nó trong đang quá trình xây dựng chưa hoàn tất, nhưng mà khu này rất là lớn nha các bạn. Khu này rất là lớn, các bạn nhìn đi, các bạn sẽ thấy đó, thấy không, thấy núi đồi không? Có nghĩa là cái khu này là nó gọi là cái khu rất là đẹp, khí hậu là tốt nhất của nước Mỹ luôn á. Có nghĩa là quanh năm là không nóng mà không lạnh, nó mát đều đó. Thì các bạn, để sẵn dịp mình cho các bạn xem nó mua nhà ở đây á, mỗi một người cán bộ như vậy á, nó mua vài cái nó cho con nó ở á, con nó đi du học nó ở trong đây có. Rồi là nó tuồn tiền quen nó ở, các bạn biết, nó mua một lần cả chục căn, cả trăm căn nó không ở, nó mua một lần cái mấy triệu đô la một cái này, các bạn thấy không? Đó, mà nó không thèm ở nha các bạn. Nó không ở nha, nó để nó khóa cửa chơi, nó đi về Việt Nam nó ở, đặng nó lấy hết tiền của mấy dân bên Việt Nam á, rồi nó đem qua đây nó tham nhũng á, rồi nó đem qua đây nó mua nhà. Nó mua nhà nó không cho, nó không thèm cho các bạn mướn luôn, nó mua để không chơi vậy đó. Đó, nó giống như nó rửa tiền á. Chào Phương Lê. À, mời Phương Lê coi cái khu đây là cái khu của tụi Việt Cộng, nó ở là nhiều lắm nè Phương Lê. À, giới thiệu cho các bạn biết đây là thành phố Irvine nha. Thành phố Irvine có nghĩa là nguyên một cái khu đất này á, nó gọi là đồi núi á, rất là đẹp, các bạn thấy không? Tất cả nhà là biệt thự hết nha. Nhà biệt thự hết. Mà nó đem tiền vô đây là nó mua là coi như các bạn thấy là khủng hoảng luôn, có nghĩa là nó mua nó bất kể người ta bán bao nhiêu là nó mua bấy nhiêu. Người ta bán bao nhiêu tiền nó cũng mua hết đó các bạn. Nó không cần biết đâu, muốn mấy triệu là nhà to, nhà lớn, nhà bé gì nó cứ đổ tiền đây để làm chi, để nó rửa tiền đó các bạn. Nó rửa tiền đó, các bạn hiểu không? Nó rửa cho sạch tiền của nó, tiền nó tiền tham nhũng á. Nó rửa, đó các bạn thấy không? Đó. Đó, đây là cái khu đây á, là Việt Cộng ở là nhiều nhất. Đó, hôm nay là mình vô hang hùm cho tụi bà cho các bạn coi nha cho rõ. Đó. Ở đây là một cái nhà là hạng bét á, mình nói các bạn hạng bét đó là phải 2 triệu trở lên, thấy không? Đó, 2 triệu trở lên, đây là những cái khu là chưa có phải là cái thứ dữ, có nghĩa là cái thứ này để rửa tiền chơi của tụi nó thôi, chưa có thứ dữ đâu. Còn mà thứ dữ nữa là còn ghê gớm nữa, nó còn cái nghĩa là cái nhà mà trên gọi là ngồi trên đồi mà nó nằm ngoài biển đó các bạn. Đó đó, các bạn thấy không, nó nằm ở trên đó, các bạn thấy không, nó tuốt ở trên đó đó, nó ở trên đồi, trên núi, trên đó đó. Lát mình qua mình cho các bạn coi, nó nhiều loại nhà lắm, nó nhiều loại lắm, nó đủ loại đủ kiểu hết trơn, nó to nhỏ lớn bé gì đủ kiểu đó. Thành ra là hôm nay là mình khí hậu tốt mà mình sẽ đi mình mới vừa bỏ cái hai cái đứa nhỏ con của ông cháu cha xuống á, thành ra là mình mới có dịp á, mình quay cho các bạn coi luôn đó. Hồi nãy có tụi nó trên xe tụi mình á, mình không có dám cho các bạn coi á, mình sợ nó thấy á. Mình mới bỏ một đứa xuống xong á là mình làm bộ mình nói để anh đi vòng vòng đi anh coi nhà ở đây chút xíu, nhà đẹp quá thích quá. Sẵn quay cho các bạn coi. Tụi nó còn ở đó đó, chút xíu mình chở tụi đi đó. Là các bạn biết đó, là các bạn biết đó, là khủng khiếp lắm. Mới mà mới cáo nha các bạn, cái khu này là mới tinh, giống như là nguyên một cái đồi cái núi người ta san bằng hết á, để nó xây toàn bộ nhà mới hết đó các bạn thấy không? Đó, cái này là gọi là nguyên khu mới tinh luôn á các bạn nha. Mới tinh là xe gọi là xe chưa chạy đó. Các bạn thấy nè, người ta còn đang xây dựng nè, các bạn thấy không, nè đó thấy không, mấy người đang làm thấy không, đang xây dựng á. Mà các bạn biết thành phố này nè, các bạn nhìn đi, nó là một cái khu lớn vĩ đại, không biết là bao nhiêu ngàn căn nhà trong đây mà nó mua sạch. Nó mua từ cái lúc mà người ta mới có vẽ cái gọi là cái vẽ lên thôi, nó đã mua rồi các bạn biết không, ghê lắm. Để mình chạy vòng vòng cho các bạn coi rồi các bạn sẽ biết tụi nó ăn, nó vét hết tiền của Việt Nam qua đây á, nó ăn rồi nó mua nhà cho các bạn coi nè, khủng khiếp lắm. Nhà rất là đẹp, cái khu của nó hả các bạn biết không, nè các bạn coi nè, model home nè, các bạn thấy nó để chữ model home không, nè model home nè thấy không, đó nó còn đang bán đó, đó các bạn nhìn thấy không, đây các bạn thấy đường sáng của nó đẹp không, không có cọng rác đó nha, nè các bạn thấy không nè,
nó đang bán nhà nữa nè, thấy không? Đó, model home nè, để cho có nhà mẫu cho coi đàng hoàng ha. Đó, các bạn thấy ha, mình chạy lên cho các bạn coi nè. Đây là con đường dẫn vô cái khu tụi nó ở nha. Tiền của mấy người bên Việt Nam mà nó vét đem vào đây hết. Cho các bạn thấy á, nó ở là sung sướng vô cùng. À, xin chào mọi người nha. Mình đang lái xe mình không có dám mình không có dám từng người một đâu nha. À, mình chỉ cho các bạn coi. Đó, mình đang đi lên cái con đồi á. Chưa các bạn biết á, dân mà dân giàu á bên Mỹ này á là nó ở đồi ở núi chứ không phải giống Việt Nam đồi núi không ai ở. Bên Mỹ nó khác cái Việt Nam chỗ là bên Mỹ là càng lên đồi lên núi chừng nào là càng mắc tiền chừng đó. Từ trên đó là phong cảnh thiên nhiên hữu tình, rất là êm, rất là sạch, không khí rất là tốt. Đó, rồi cái thứ nhất, thứ hai là mấy người mà chống cộng nó không có leo lên đây để nó chống mấy cộng sản được, mấy cộng sản nó chui ở đây để giống như nó núp. Không sao đâu, đường vắng lắm. Ở trên đây bây giờ thì cộng sản lên đây nó núp để nó mua nhà mua cửa trên đây đó. Thành ra là nó chui vô trong đây rồi nó mua một lần á, không biết bao nhiêu mà nói là nhà cửa rồi đó. Trên đây là nó mua ghê lắm, mua nhiều kinh lắm đó. Các bạn thấy ông nguyên một cái đồi cái núi vậy, nó khai quang để nó xây nhà cho người ta ở, nó xây nhà cho người ta ở. Và thành phố này nó mắc tiền lắm. Thành phố này là thành phố của dân Tàu tham nhũng, dân Việt Nam tham nhũng, dân Đài Loan, dân Hồng Kông ở trong đây nhiều vô số kể. Đây nè, quẹ đây các bạn coi nè, thấy không? Các bạn thấy không? Nó sạch, nó đẹp như mơ chưa? À, không có một cọng rác nha các bạn nha. Các bạn nhìn cái nãy giờ có cọng rác nào không? Không bao giờ có. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là một cái khu khác. Ở trong một cái khu lớn thì nó có những cái khu. Đó, nhà này thì các bạn thấy không? Morning. Đó, các bạn thấy không? Ok, bách Việt. Đó, các bạn thấy không? Đó, thấy toàn là nhà villa không nha các bạn nha. À, các bạn nhìn đi đó, nhà villa không. Đó, các bạn đi đó, các bạn nhìn đi. Đó, toàn bộ là nhà villa không. Mà nó mua rồi là nó để đi chơi thôi, nó không ở đâu, mấy gì cộng mà. Nó không thèm ở đâu, chưa đâu. Đến chừng ở bển mà nó giao hàng cho Trung Quốc một cái rồi á các bạn, là một Ale Hub 1D1 nó qua đây nó ở là nó cho các bạn ở bên Việt Nam là no luôn. Đó, bây giờ nó đang giao hàng Trung Quốc, nó bán biển, bán đảo, nó bán hết, nó giết hết, nó ăn hết để làm chi. Nè các bạn nhìn cái nhà bê lớn nè, cái nhà mình nói cho các bạn nghe nha, cái người mà mình chở hồi nãy á ha, là người quen của mình á, là mình chở đi á, là chỉ có nhà nó chỉ có 4 người thôi mà nó ở cái nhà mấy chục phòng nè các bạn. Nè các bạn nhìn đi đó, cái nhà bê lớn vậy đó. Đó, mà nó ở mà không phải một cái đâu, mình biết ở trong khu này một mình nó không bốn cái, nó không có ở, nó vô nó chỉ mở cửa thôi à, nó coi cái nhà nó coi có bị sức mẻ gì không thôi à. Mà thật ra các bạn biết á, là nhà ở trong đây là nó có người chăm sóc từng ly từng tí, cây cỏ các bạn thấy không, nó sạch bóng lúng, các bạn biết không, nó sạch bóng lúng, nó có người coi cho các bạn hết, có lính canh cho các bạn đủ thứ hết á, có nghĩa là từ A tới Z luôn, nó chỉ khóa cửa nó đi thôi, còn cái nhà là tự động là có người chăm sóc hết. Tiền nó đổ ở đây nó không bao giờ nó lo gì hết nha các bạn. Các bạn khỏi lo, nó tất cả mọi thứ bên dịch vụ bên Mỹ này các bạn biết nè, các bạn nhìn đi, không có con cọng rác, mà không có con thằng ăn trộm, không có thằng cướp nào mò vô đây nha các bạn nha, không bao giờ vô nha. Đi vô khu này là có lính canh đàng hoàng ở ngoài cửa nha, chứ không phải ai muốn vô là vô đâu nha. Giống như mình ở ngoài mình không phải muốn vô đây vô đâu, phải được chủ trong đây nó chấp nhận nó cho. Ví dụ giờ mình tên là Quang đi ha, mình muốn vô khu này thì cái người chủ trong đây nó phải gọi ra ngoài tổng đài, nó nói cho một người tên Quang vô đây, chứ không phải là ai muốn vô là vô, không phải là nhờ ai muốn làm gì là muốn ra vô cũng vô đâu các bạn. Nè các bạn thấy không, nè xanh tươi đẹp đẽ ghê chưa, nè các bạn thấy không đó. Đó, bên Mỹ này mà một người mà đi làm á, làm học máu luôn á, làm cả đời mà không biết mua được cái nhà này hay không nữa đó, mà tụi nó qua nó mua là chục cái á. Tiền của dân Việt Nam là tiền không đáy mà các bạn, tiền hối lộ là tiền không đáy, không phải là do sức lao động làm ra đâu. Tiền đó là tiền không đáy, nó muốn mua bao nhiêu cái cũng có đó, tại vì tiền đó là tiền của nó ăn cướp, nó ăn trộm, nó ăn cướp tài nguyên của người ta, nó có cần biết, các bạn hiểu không? Nó đâu có cần biết đâu, nó đâu có cần. À, mình đợi cho các bạn coi cho nó dễ. Để cho hôm nào bữa mình có nói với các bạn, mình sẽ cho các bạn coi coi rõ
chân tướng của nó, các bạn sẽ thấy lỗi các bạn nha, để mình chỉnh cái này lại chút xíu. Các bạn coi nha. Ừ. Tại các bạn ở bên Việt Nam với các bạn ở chỗ khác các bạn không có biết đâu, bên đây mình tiếp xúc với cái lũ đẳng chó, đẳng ghẻ thiếu gì. Trời ơi là trời. Đẳng lớn đẳng nhỏ gì mình thấy hoài. Đó, thành ra là mình nó là chỉ sự thật mình nói thôi à, cho các bạn biết. Nó qua đây hả, nó thiệt với các bạn á, nó đi vô hả sòng bài nó kéo máy nó thua lần 500.000 đô cũng không ăn thua chứ miếng da của nó thiệt với các bạn câu. Chẳng thua gì nó chứ. Đã nó ăn thua vậy chứ. Nó giàu, nó giàu khủng khiếp lắm. Nó ăn hết tiền hết bạc của dân người ta mà nó ăn hối lộ mà nó cào hết người làm sao mà ai mà chịu nổi. Nó cào hết, nó lấy hết. Nó bởi mà các bạn thấy nó ăn mà nó ăn đất và Phú Mỹ Hưng mà nó mua 100 một cây mà nó bán 200 cây mà nó cướp giờ từ đất của người ta đó mà. Rồi hả tức. À, xin lỗi các bạn nha. Đi vô cái chỗ đó cái sóng nó bị mất đi á. À tự cái khu đất này là khu mới quá đó, thành ra cái sóng nó đôi khi nó chưa có vô kịp á. Cái khu này là khu coi như là mới cáo luôn à, nó lấy nguyên một cái khu đồi núi này để nó giải tạo nó sang bằng cái núi cái đồi này để nó bán cho người ta. Nó có cái công ty đầu tư á, nó làm những cái khu đẹp thật là đẹp. Thật là giờ mà hoành tráng để nó chứa mấy người yêu tinh. Đó. Thì các bạn sẽ thấy đó, à đó, cái trước mặt của các bạn á là nó ngăn nó không cho mình vô. Là cái trong cái khu đó nó còn ghê gớm hơn nữa. Các bạn sẽ thấy á, trước mặt của bạn á nó có cái cổng, các bạn thấy không? À không có cái cổng. Thì cái khu đó thì mình không có quyền vô là tại vì nó dân thư giữ nó ở trong đó. Nếu dân thư giữ nó ở trong đó là nó cấm nó không có cho vô. Tự vì mình là dân thư thường. Còn cỡ mà ha, bí thư đảng ủy thì nó sẽ có cổng nó vô, từ trong đó không ai chui vô được, các bạn hiểu không? Đó, cái nhà trong đó là còn ghê gớm nữa, nhà to mà cửa bự hơn nữa. Còn những cái nhà ngoài đây là vài triệu đô la một cái, nhà vài triệu đô la một cái nè, các bạn thấy không nè, xe nó đang xây dựng nè, các bạn thấy không? Đó, xe nó đang xây dựng đó, đó. Đó, nhà nó đang xây dựng, đây là nhà nó đang xây dựng. Thì những cái đám cộng sản ở Trung Quốc, đám cộng sản Việt Nam á là nó cứ tưới tiền nó vô đây thôi, nó đổ hết vô đây, các bạn biết không? Tiền nó đổ vô đây thôi. Nó đổ vô nó không cần biết nó người ta bán nó, bây giờ cái nhà này bán 2 triệu đô la một cái nó sẵn sàng nó bỏ 2 triệu rưỡi là nó mua. Ví dụ giờ mình có 2 triệu đi, mình mua cái nhà này á 2 triệu, mình thích cái nhà này 2 triệu, nó bỏ 2 triệu rưỡi là nó cạnh tranh với mình, nó bỏ ra nó mua, nó lấy tiền mặt nó mua luôn. Nó không có cho mình mua luôn á các bạn, cho nên nói cho các bạn biết là như vậy đó. Nó ghê gớm như vậy đó. Chứ không phải là đơn giản đâu. Chứ không phải là các bạn biết á, những người ở Mỹ, ở Úc, ở Anh, ở Pháp bây giờ hả, những người bản xứ hiện bây giờ rất là khổ vì cái vấn đề là bị tụi Việt Cộng nó giật nhà nó mua, có nghĩa là mình muốn mua cái nhà đó mà mình mua không lợi nó, tại vì mình trả 1 triệu đô la thì nó trả 1 triệu 2 triệu, mình trả 2 triệu thì nó trả 2 triệu rưỡi, nó lấy cho bằng được, tại vì tiền nó là tham nhũng. Mà khi mà nó tham nhũng như vậy bắt buộc nó phải mua cho bằng được bất cứ cái tài sản gì ở Mỹ hoặc là mấy nước khác để mà cái tiền nó thành tiền sạch, các bạn hiểu không? Chứ nó để cái tiền nó tiền mặt mà nó để á thì nó sợ người ta bắt nó, thế là nó bằng mọi cách á nó mua cho bằng được đó. Đó các bạn thấy không, một cái khu nó lớn lắm, mình không có biết được bao nhiêu hecta đất ở trong này, nó lớn ghê gớm, nó cả đồi cả núi á, các bạn nghĩ đi. Đó đó, những cái nhà này các bạn thấy không, mới xây xong nè, các bạn thấy không nè, đất đá nó còn nè, đó không đó. Đó những cái nhà mà nó đã mới nó xây xong đó, nhưng mà chủ thì đã có hết rồi, các bạn biết người không có ở. Bây giờ cái chính quyền á nó đang để ý cái vấn đề này là tại sao mà nhà thì mua hết trơn mà người ở thì không có. À chơi cái trò đó đó nha, có trò mà trò rửa tiền đó. Thành ra là bây giờ cái dân Việt Nam bên đây á là phải báo cho chính quyền biết là những cái đám này á là chuyên môn là nó thục tiền bên Việt Nam, nó đem qua bất chính. À tiền của nó là tiền bất chính, tiền không có là làm ra là theo lương. Tiền này là tiền ăn cắp, ăn trộm của dân. Đó, cái dân ở hải ngoại nó phải có nghĩa vụ con là báo cáo những cái gì mà phải báo cáo cho chính phủ Mỹ biết để mai mốt á là tịch thu tài sản của mấy mọi này. Đó, để cho nó vô đây nó mua xong đi, xong mai mốt á chụp đầu nó. Phải chơi cái trò đó, nó ăn hết bên Việt Nam xong rồi á, mai mốt qua đây bắt đầu nó mua hết đi, xong bắt đầu mình mới bắt đầu mình mới làm thịt nó. Đó. Đó các bạn thấy không? Đó những cái khu
người ta đang xây dựng luôn. À xin lỗi các bạn nha, lại bị mất sóng nữa. Tự ở trên đây các bạn biết không, ở trên đây là đồi núi, mình lên ra đây là mình đã cách cái độ cao so với đồng bằng rồi, thành ra đôi khi nó có những cái khúc nó bị mất cái sóng đi, các bạn thấy không đó. Để các bạn coi, các bạn sẽ biết, các bạn thấy không, ở đây là thành phố này nó trồng cây xanh rất là đẹp, thấy không các bạn, thấy không, xanh tươi rất là đẹp đẽ đó. Thành ra nó là các bạn thấy là tụi nó ghê gớm lắm, nó khôn lắm. Ở đây là nó muốn đi chợ Việt Nam, nó muốn ăn muốn chơi gì cũng có chỗ, cho có hàng quán Việt Nam để tụi nó ăn tụi nó chơi. Nhưng mà nó ở cách nó ở cách cái khu trung tâm của người Việt Nam nó khoảng chừng 20 km, các bạn hiểu không, nó ở cách cái khu nhà của mình nó khoảng chừng 20 km. Thì khu nhà của mình là người Việt Nam ở rất là đông, còn ở trên đây là dân toàn là đại gia ở không à, mình không có đủ tiêu chuẩn để mình lết trên đây đỡ đâu các bạn, không có đủ tiêu chuẩn đâu. Nhà cho nên nó mắc tiền lắm, nhà toàn là biệt thự không đó, các bạn nhìn đi đó, có cái nhà nào mà các bạn thấy không đó, đường xá cầu cống của nó là điện nước ga là coi như là vô địch luôn. Nó là một cái khu hoàn toàn là gọi là đại gia ở, chứ không có người thường không có ở đây đó. Đó các bạn nhìn, các bạn sẽ thấy cái thành phố này nó gọi là thành phố Irvine nha các bạn. Irvine khu giàu có lắm. Thành phố rất là giàu có à, đó mình chiếu cho các bạn coi đó. Các bạn thấy không, trước mặt các bạn là những cái đồi, những cái núi mà bây giờ nó đã trọc rồi. Nó trọc là có nghĩa là nó ủi thẳng hết rồi đó, để mai mốt là nó xây nhà đầy nhóc đó, nhảy nhóc như vậy đó các bạn đó. Nó gọi là nhà trùng trùng điệp điệp mà các bạn, vậy mà nó vô nó mua tàu ở Việt Nam là nó mua sạch sẽ luôn các bạn, mua sạch luôn á, nhà mà gọi là trùng trùng điệp điệp á mà nó mua sạch luôn. Tại vì tiền nó đâu phải là nó làm ra đâu, nó quơ của người ta, giống như là nó chơi mà nó giống như hốt cầu dừa á, nó hốt của các bạn bằng cái ào hết luôn. Tiền các bạn nó hốt lần ba bố nó vô nó mua nhà nè, các bạn thấy không nè, cái khu này đang xây luôn nè, các bạn nhìn nè đó, cái khu nè đang xây mới tinh luôn nè, coi như khu mới nhưng mà chủ đã có hết rồi. À, bữa mình chở vô đây là các bạn biết là nó chỉ lấy chìa khóa nó vô nó mở cửa một cái nó đi ra thôi à. Nhà người ta không có để ở, còn nó vô nó lấy chìa khóa nó mở một cái nó ngó cái đi ra. Mà bên Việt Nam nó có lạc con mẹ vậy đâu, nó là 100 năm nè các bạn nhìn nè, thấy không đó, nó là 100 năm nữa nó cho nó làm lương Việt Nam thủ tướng luôn á, làm thêm 100 năm nó cũng đắt, có tiền mua được cái nhà nó. Vậy mà thằng Nguyễn Tấn Dũng qua Mỹ nó quất lần 100 cái các bạn, 100 cái đó. Bữa báo đăng là Nguyễn Tấn Dũng mua một cái một khu luôn, 100 luôn, 100 mấy chục căn luôn, cho các bạn biết đó, nó mua nguyên cái khu. Các bạn cứ nghĩ đi, một cái nhà như vậy nè đó, mà nó mua một lần, nó mua một cái khu giống như mua mẹ nó một cái khu phố luôn vậy đó. Đó các bạn nhìn đi đó, đó nhà như vậy cứ một căn vậy thì vài triệu, mà nó mua một lần 100 mấy chục căn, các bạn cứ nghĩ đi, cái đó là một cái gốc tiền nhỏ của nó thôi. Còn nó mua luôn một cái đội banh của người ta $500 triệu, nó còn xây luôn một cái sân vận động $500 triệu nữa các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, đó là trưởng ban chống tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng đó nha. Thằng Nguyễn Tấn Dũng là bên Việt Nam mình gọi là thủ tướng mà là trưởng ban chống tham nhũng đó các bạn. Trưởng ban mà chống tham nhũng mà nó như vậy nè các bạn. Đó. Đó cho các bạn biết là cái xứ cộng sản mà nó chó đẻ đó cỡ nào. Nó là trưởng đó, trưởng ban chống tham nhũng đó các bạn. Mới nó vừa nói tốt cho cái chuyện mà của thằng Đoàn Nhân Dương á, là Đoàn Nhân Dương bị cướp đất, nó vừa binh cho Đoàn Nhân Dương xong ngày mai nó lấy 2000 quân ra, mẹ nó cướp hết đất của Văn Giang của người ta, rồi mẹ nó lấy tiền nó qua để mua nhà nè các bạn nè. Các bạn nhìn đi đó, nhà đang xây vậy nè đó, các bạn nhìn đi, các bạn sẽ biết là thủ tướng các bạn nó đẹp trai cỡ nào đó. Đẹp trai đẹp gái, hai thằng bí thư đó, thằng bí thư cái gì đó Nguyễn Thanh Nghị mặt như heo đó, mẹ sắp nó bán mẹ nó cái đảo Phú Quốc cho tàu rồi, sắp sửa qua đây nó mua thêm 1000 căn nữa. Đã lắm. Đã lắm, mấy thằng đó mà làm ăn hay lắm. Ừ, nó cứ bán đất Việt Nam qua Mỹ mua nhà vậy đó các bạn. Đó, các bạn coi thấy không? Đây mình giải thích cho các bạn nghe nè, tại sao mà cái nhà ở bên Mỹ nó không có đúc bằng bê tông cốt sắt giống như Việt Nam mình, các bạn nhìn thấy nè. Các bạn nhìn nha, lý do tại sao mà nhà bên Mỹ thì các bạn sẽ thấy gỗ nhiều nè thấy không, cái sườn của nó bằng gỗ, không phải là nó không có tiền mua bê tông cốt sắt đâu các bạn. Nhà bên Mỹ này làm bằng gỗ như vậy nó mới chắc, có nghĩa là khi mà động đất á các bạn, động đất mà nó có lắc á, cái nhà nó không có gãy, nó không có sụp. Bên Việt Nam mình nhà tường á, các bạn biết mà, chỉ cần mà động đất một cái thôi chết cả 100.000 người, chết cả 1.000.000 người á, là tại vì cái nhà nó bằng xi măng cốt sắt, chỉ cần nhúc nhích một cái nó đổ sập lên đầu là nát óc hết trơn luôn á. Còn cái nhà này các bạn nhìn thấy nó chống động đất rất là hay nè, các bạn nhìn đi nè,
nó đang xéo qua đang xéo lại toàn là mấy cái gỗ, xong rồi nó nhét bông gòn vô giữa mấy cái gỗ đó, xong rồi nó ốp ở ngoài những cái vật liệu nghĩa là bền mà chặt mà nhẹ. Nó gọi là xây dựng bằng vật liệu bền chặt chứ không phải là xây dựng bằng cái bê tông nặng nề giống bên Việt Nam mình. Việt Nam mình xây theo cái lối xưa là toàn là xây bằng gạch đỏ, gạch thẻ. Rồi á. Đó. 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 Các bạn thấy nha. Cái cấp nó xây như thế nào. Đó các bạn, các bạn thấy rồi đó, thì mình giới thiệu sơ cho các bạn biết đây là một cái góc thôi nha. Cái thành phố này nó có một cái thành phố này nó có cả ngàn khu giống vậy nha các bạn. Đây là một cái góc để cho các bạn hình dung được là cái sự tham nhũng của tụi nó như thế nào. Nó đổ tiền vô những cái khu mà người ta mới xây chứ nó không mới mua những cái chỗ mà người ta chưa đã xây lâu rồi. Các bạn hiểu không? Nó mua những cái chỗ người ta đã chưa xây dựng, nó mua cả một cái thành phố vậy đó, nó mua cả một cái gọi là một cái khu phố như vậy đó. Để nó mới tham nhũng, nó mới dễ quản lý. Thí dụ trong nhà này nó mua lần chục căn, hai chục căn vậy. Nó quản lý dễ hơn là nó đi ra ngoài đường, ngoài xá người ta nó mua lần căn này, căn kia. Các bạn hiểu không? Nó khó quản lý lắm. Đó, thành ra các bạn á, giới thiệu các bạn sơ lược nó là như vậy thôi. Thôi bây giờ mình ngưng cái livestream bất chợt tại đây. Có gì mình hẹn các bạn gặp lại các bạn sau nha. Xin chào các bạn. Bye bye các bạn nha.